dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên chính thức khai mạc tại thành phố Huế vào sáng nay. Ủy ban nhân tỉnh tổ chức ký kết hợp tác chiến lược với công ty cổ phần Sovico, doanh nghiệp sở hữu hàng hàng không Vietjet. Cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi và những tín hiệu tích cực từ các địa phương bạn, lễ xuất quân của ngư dân Thuận An đem lại nhiều sự kỳ vọng về một vụ mùa bội thu, góp phần khẳng định chủ quyền tại các ngư trường truyền thống trên vùng biển xa. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Quý vị và cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 2. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Sáng qua 16 tháng 2 tại thành phố Huế, Hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, lãnh đạo 19 tỉnh thành phố trong khu vực, đại diện các bộ ban ngành trung ương, các chuyên gia, đối tác và nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn. Đây là sự kiện chính trong chương trình hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên tại thành phố Huế nhằm ban định các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá để thúc đẩy ngành kinh tế được xem là mũi nhọn của khu vực. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Phan Ngọc Thọ bày tỏ: muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Câu danh ngôn ý nghĩa này là đúc kết cho những thành công được tạo nên từ sự hợp tác, gắn kết và bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Là cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây, lại có lãnh thổ trải dài trên tuyến du lịch xuyên Việt, xuyên Á, miền Trung Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng trong bản đồ du lịch Việt Nam. Toàn khu vực hiện có 12 sân bay đang vận hành với 5 sân bay quốc tế. Hệ thống cảng biển được nâng cấp với 10 cảng biển loại 1, trong đó cảng nước sâu Chân Mây Thừa Thiên Huế đón được tàu biển lớn nhất thế giới cập cảng. Bên cạnh đó, đây còn là nơi hội tụ nhiều nguồn tài nguyên và tiềm năng về du lịch, trong đó tiềm năng du lịch biển đảo được xem là thế mạnh với chuỗi các bãi biển mang đẳng cấp quốc tế, nhiều vịnh đẹp thế giới và nhiều đảo bản đảo hấp dẫn trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Tài nguyên du lịch núi rừng với nhiều điểm du lịch sinh thái đồi núi thác hồ nổi tiếng tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, toàn khu vực còn có 9 vườn quốc gia, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên hoang sơ nguyên vẹn. Đáng chú ý, đây còn là nơi tập trung 14 di sản văn hóa thế giới, là địa bàn cư trú của 47 dân tộc anh em. Những chủ nhân đã và đang xây dựng nên một bảo tàng văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc bậc nhất của Việt Nam hiện nay. Trong năm 2018, khu vực miền Trung và Tây Nguyên đón khoảng 56 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là hơn 9,5 triệu lượt, tổng thu từ du lịch khoảng 120.000 tỷ đồng. Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng sự phát triển của du lịch còn chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng to lớn của khu vực. Tổng doanh thu từ du lịch còn thấp, chưa thu hút thị trường khách du lịch cao cấp. Hệ thống hạ tầng du lịch còn hạn chế, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu. Khách sạn tiêu chuẩn 3 đến 5 sao chỉ chiếm khoảng 17% cả nước. Tỉnh liên kết trong phát triển du lịch còn hạn chế, nhất là liên kết xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù và trong hoạt động xúc tiến quảng bá. Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát huy lợi thế so sánh của khu vực miền Trung Tây Nguyên, nâng cao tính cạnh tranh so với các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, các địa phương liên kết tổ chức hội nghị lần này nhằm xây dựng một tầm nhìn phát triển xa hơn cho du lịch miền Trung Tây Nguyên. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình, muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Đó là câu danh ngôn đầy ý nghĩa mà ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn ra tại hội nghị. Ngoài ra, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, chúng ta nơi nào cũng có nhiều tiếng cảnh, có sức hút đặc biệt. Những tiếng cảnh này đã được đánh thức từ núi ngừng, núi rừng đại ngàn Tây Nguyên hùng vị đến bờ biển cát vàng, ngập nắng miền Trung. Trong khi nhắc đến, để khai thác tối đa những lợi thế và nguồn lực phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phù hợp với tinh thần nghị quyết số 8 của Bộ Chính trị, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cam kết sẽ không ngừng hỗ trợ cải thiện môi trường du lịch, xây dựng dịch vụ du lịch thông minh, đồng thời cam kết đẩy mạnh liên kết trong việc phát triển quy hoạch kết nối hạ tầng, phát huy giá trị văn hóa di sản, thích ứng biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, để khai thác tối đa những lợi thế và nguồn lực phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, 19 tỉnh, thành phố hội tụ về hội nghị phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên với khát vọng vì một miền Trung Tây Nguyên giàu đẹp, để cùng chấp cánh với khát vọng vì một Việt Nam hùng cường.
Các tỉnh không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người nhưng có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung, từ đó ta bước đột phá, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch miền Trung Tây Nguyên hiện đại, đẳng cấp, chất lượng, thân thiện và an toàn. Trong thời gian tới, các tỉnh thành phố 19 tỉnh cam kết cùng với các tỉnh thành phố trong khu vực miền Trung Tây Nguyên nỗ lực hết mình trong liên kết phát triển du lịch, đưa các điểm đến trong toàn khu vực trở thành những điểm đến có thương hiệu ở châu Á. Đó cũng là mục tiêu mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng đến. Miền Trung và Tây Nguyên đóng một vai trò rất quan trọng đối với phát triển du lịch của các nước, trong việc đóng góp những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh quốc tế mang thương hiệu cho du lịch Việt Nam, cũng như trong gắn kết thúc đẩy du lịch khu vực, tạo thành vùng động lực kết nối tới hai đầu của Tổ quốc và liên Việt Nam theo hành lang kinh tế Đông Tây, tạo đà phát triển du lịch Campuchia, Lào, Việt Nam. Để miền Trung và Tây Nguyên thực sự phát huy được hiệu quả, phát triển thành vùng du lịch động lực của du lịch Việt Nam, thì trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên quan tâm đến một số giải pháp sau. Một, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch ở khu vực, tiếp tục thực hiện các chính sách đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua. Đặc biệt, các địa phương miền Trung và Tây Nguyên cần xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, như nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và các chỉ thị quyết định của Chính phủ có liên quan. Các địa phương xây dựng cần xây dựng để triển khai kế hoạch thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch. Tại hội nghị này, rất nhiều nhà đầu tư chiến lược đã ký cam kết thực hiện đầu tư các dự án tại Huế trên các lĩnh vực du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, quy hoạch, tài chính. Điển hình như tập đoàn Sovico, BRG, FLC, Văn Phú Invest. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo tập đoàn Sovico, HD Bank, Vietjet cho biết sẵn sàng tham gia các dự án hội nghị kêu gọi đầu tư và cam kết tăng cường tần suất các chuyến bay, xúc tiến mở nhiều hơn các đường bay quốc tế, các hoạt động thu hút quảng bá du lịch, đặc biệt là các thị trường quốc tế đến Thừa Thiên Huế, tiếp tục mang hết nguồn lực và tâm huyết cùng thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các dự án, các nhiệm vụ được giao phó, đóng góp cho ngân sách, cùng xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, hội nhập, một xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ. Sovico sẽ cùng chính quyền địa phương nghiên cứu đầu tư các khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, khu đô thị văn minh hiện đại trên địa bàn. Khi chúng tôi tới Kurama, thì đây là khu nghỉ mát 5 sao duy nhất trên bờ biển Đà Nẵng. Ngày hôm nay, chúng ta đã có con đường 5 sao chạy từ Hội An qua Đà Nẵng, Lăng Cô, Huế với rất nhiều khu nghỉ mát cao cấp. Thừa Thiên Huế, miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay đẹp đẽ và rất nhiều chuyển vọng phát triển kinh tế, nhất là khu vực du lịch nghỉ dưỡng. Được biết trong năm 2018, các con số về thu hút đầu tư và lượng khách tại đây còn chưa xứng với tiềm năng. Chúng tôi tin tưởng rằng sau một nghìn ngày hôm nay, với tất cả những thảo luận và sự quan tâm hết sức sâu sắc và cụ thể, con số này sẽ được tăng trưởng lên với cấp số nhân. Hội nghị cũng nghe các ý kiến góp ý thảo luận từ các bộ ngành, đại diện cơ quan, tổ chức ngoại giao nước ngoài, các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế du lịch, đánh giá kết quả đạt được của hoạt động liên kết vùng, thảo luận kế hoạch liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2019-2020 để tìm hướng cho du lịch miền Trung Tây Nguyên phát triển. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả đạt được của ngành du lịch Việt Nam, trong đó có ngành du lịch của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tuy nhiên, đứng trên bình diện tổng thể, du lịch miền Trung Tây Nguyên vẫn chưa phát huy được tiềm năng và tài nguyên sẵn có để khai thác tốt lợi thế của mình. Vẫn còn nhạt về bản sắc, thiếu một nhà kiến trúc du lịch rõ nét và thiếu nhạc trưởng dẫn dắt. Thủ tướng cũng đã chỉ rõ rằng nguồn tài nguyên du lịch của các tỉnh thành phố trong khu vực này bị phân mảnh trong khai thác và sử dụng. Việc phát triển du lịch với tầm nhìn còn hạn chế đã tác động tiêu cực đến việc phát triển du lịch trong toàn vùng. Những bài học mà các địa phương cần rút ra là khai thác phải đi đôi với đầu tư mới mong phát triển bền vững lâu dài. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý thêm. Ngành du lịch suy nghĩ làm sao đưa văn hóa bản địa của chúng ta đến với du khách một cách sâu đậm hơn, ấn tượng hơn, cùng với dấu chân du khách lan tỏa trên toàn thế giới. Ở đây có nhiều di sản, di tích, mỗi nơi có một cái đặc điểm. Ở đây có ở Huế là có nhiều người tài ba nổi tiếng,
những câu chuyện về họ điềm vùng thị đến Tô Hữu cho đến Trịnh Công Sơn, hay là người còn sống như Nguyễn Đắc Xuân, kể chuyện về những cái di tích ở Huế này vân vân, thổi hồn mà nó hấp dẫn, chứ không không phải là chúng ta nói gì như ý nói văn hóa cả vật thể phi vật thể. Mà đặc biệt đối miền Trung thì cần chú trọng phát triển du lịch cộng đồng homestay để đưa thế giới đến gần với người dân hơn, đưa văn hóa bản địa ra thế giới và tạo thu nhập cho người dân tốt hơn. Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương không nên đầu tư vào du lịch một cách phong trào, mà thay vào đó phải xây dựng được các sản phẩm du lịch địa phương độc đáo, thu hút khách và có tính chi trả cao. Các địa phương đồng thời cũng cần phải xác định lại các tài nguyên tiềm năng du lịch chính của mình, để từ đó xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp và không gian trải. Kiên quyết thu hồi lại các dự án đầu tư sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên du lịch, làm hư hại xuống cấp tài nguyên du lịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương phải nghiêm khắc, quyết liệt trong việc xử lý các vấn nạn tiêu cực trong kinh doanh du lịch. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thẳng thắn chỉ rõ phương hướng phát triển của du lịch Việt Nam nói chung, du lịch miền Trung, Tây Nguyên nói riêng. Chúng ta tiếp tục ưu tiên đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch, đặc biệt là các hạ tầng điểm đến, giao thông kết nối các điểm đến. Vì vậy, một cơ chế điều phối vùng trong đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông để tăng hiệu quả, và đặc biệt là liên kết rõ nét nhất trong một tour du lịch đối với vùng miền Trung Tây Nguyên cần phải đặt ra. Tôi đồng ý với ý kiến ông nói, nếu mà cái một cái vùng nó dài quá thì có, nhưng cực nhục số vùng gần nhau để một cái tour du lịch nó hấp dẫn, nó đủ ngày cần thiết thì rất quan trọng. Và đặc biệt tôi cũng lưu ý một cái điều mà hôm nay các đông các công ty du lịch làm ở miền Trung Tây Nguyên, đó là các công ty du lịch Việt Nam cần có tính tự hào, tự tôn dân tộc trong kinh doanh du lịch, chứ phải kinh doanh bằng bất cứ giá nào, mặc dù hiệu quả kinh tế được đặt ra, nhưng bất cứ giá nào quý vị đã làm. Tôi nói cái ý tôi có phân tích dài này, đó là cái việc phải làm sâu sắc hơn hình ảnh quê hương đất nước trước du khách, không thể hời hợt và bán rẻ giá trị văn hóa du lịch Việt Nam với thế giới. Du lịch tiếp tục ra câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để du khách Việt tìm đến Việt Nam đông hơn. Câu hỏi thứ hai, tôi có thời gian để giải thích, là làm thế nào du khách ở lại lâu hơn thay vì đòi đi sớm hơn. Và câu hỏi thứ ba, làm thế nào để du khách tiêu tiền nhiều hơn thay vì không có gì để chi tiêu. Câu hỏi thứ tư, làm thế nào để khách kể lại câu chuyện du lịch thú vị với người thân, với bạn bè một cách đầy hứng khởi thay vì chê bai kể một cái xấu gì đó ở Việt Nam. Và câu hỏi thứ năm, làm thế nào để du khách quay trở lại sớm nhất có thể, chứ không phải đi một đi không trở lại. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu để tạo điều kiện phát triển du lịch, cũng như gợi mở đến các chính sách mới như cấp thị thực điện tử, nới lỏng và tạo điều kiện cấp thị thực cho du khách, quảng bá du lịch qua Internet, đặc biệt là đầu tư vào hạ tầng như mở cửa bầu trời, nâng cấp sân bay, xây dựng cảng biển chuyên dùng cho du lịch, xây dựng tuyến đường ven biển bằng hình thức xã hội hóa để phục vụ phát triển du lịch. Thủ tướng hy vọng rằng sau hội nghị này, du lịch các tỉnh miền Trung Tây Nguyên sẽ có chuyển biến lớn để có những bước tăng trưởng mới. Cùng tại hội nghị này, có 15 doanh nghiệp được trao quyết định chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, nông nghiệp với tổng mức trên 32.300.000 tỷ đồng. Sáng qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ khởi công công trình tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế. Tham dự lễ có ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung có tổng vốn đầu tư gần 124 tỷ đồng do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư. Đơn vị thiết kế thi công là Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng. Toàn bộ các hạng mục công trình trong khuôn viên Điện Kiến Trung có diện tích 3.860 m2, bao gồm các hạng mục tu bổ tổng thể tường bao nền, hệ thống lan can, sân khuôn viên gồm tiền viên và hậu viên, các bậc cấp. Tu bổ phục hồi lầu Kiến Trung 2 tầng, chiều cao khoảng 14 m, diện tích xây
xây dựng khoảng 975 m². Các công trình nhỏ xung quanh gìn giữ tái hiện không gian cảnh quan lịch sử. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 3 năm, từ năm 2019 đến năm 2022. Nằm ở vị trí sau cuối của trục thần đạo Tử Cấm Thành, Điện Kiến Trung là một trong những công trình kiến trúc quan trọng, đánh dấu một giai đoạn độc đáo và đặc sắc cho kiến trúc truyền thống cung đình. Ngày 29 tháng 8 năm 1945, Điện Kiến Trung là nơi vua Bảo Đại có cuộc tiếp xúc đầu tiên với phái đoàn chính phủ lâm thời để chính thức họp bàn thoái vị, trao lại quyền điều hành đất nước cho chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vào năm 1947, công trình Điện Kiến Trung đã bị chiến tranh phá hủy và trở thành phế tích, đến nay chỉ còn lại nền móng. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn Sovico, doanh nghiệp sở hữu hãng hàng không Vietjet. Tham dự lễ ký có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sovico Holdings, bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Theo đó, các đơn vị thành viên của Sovico Holdings là Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Hồ Chí Minh Agribank sẽ cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng chương trình cụ thể kết nối vành đai du lịch giữa các cố đô vùng Đông Á nhằm quảng bá hình ảnh địa phương và kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế, tăng cường các chuyến bay nội địa quốc tế đi vào đến tỉnh Thừa Thiên Huế để góp phần phát triển du lịch, tăng cơ hội thông thương, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế xã hội, giới thiệu quảng bá hình ảnh các sản phẩm dịch vụ du lịch Huế trên các chuyến bay của hãng hàng không Vietjet, nghiên cứu đầu tư cả khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, khu đô thị văn minh hiện đại trên địa bàn tỉnh, tài trợ các dự án quy hoạch phù hợp các quy định hiện hành. Trong lĩnh vực tài chính, Sovico Holding và đơn vị thành viên Agribank cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thu xếp các nguồn tài chính cho các dự án đầu tư, cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp và người dân với điều kiện thuận lợi ưu đãi. Agribank đã có mặt tại khu vực miền Trung Tây Nguyên từ năm 2008, tới nay với tổng cộng 41 chi nhánh và phòng giao dịch, 14.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên 62 tỉnh thành. Công ty tài chính HD Sison của HD Bank mang đồng vốn cho người dân vùng sâu vùng xa, phục vụ gần 2 triệu khách hàng tại miền Trung và Tây Nguyên. Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, Huế luôn khuyến khích tập đoàn Sovico cùng chung tay đóng góp xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng văn minh hiện đại, nhưng vẫn giữ nét truyền thống, bản sắc riêng vốn có của tỉnh. Qua đó, xây dựng thương hiệu du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng của Huế. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Sovico cho biết, bằng kinh nghiệm đầu tư và tiềm lực tài chính, kết hợp với lợi thế của hệ sinh thái kinh doanh đầu tư đa ngành, Sovico Holding mong muốn được đồng hành với tỉnh Thừa Thiên Huế trong tiến trình xây dựng và phát triển. Chiều ngày 16 tháng 2, sau hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc tập đoàn Sovico cùng cán bộ, nhân viên Agribank, Vietjet đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ làng trẻ em Edoet Huế. Phát biểu tại lễ trao quà, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhận mạnh, tập đoàn Sovico nói chung và các đơn vị thành viên của tập đoàn như Agribank, Vietjet Air luôn quan tâm đến việc đầu tư, chăm lo cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện để các em phát triển về mọi mặt, nhất là văn hóa và giáo dục, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn trong cuộc sống. Đây là một phần trong hoạt động của cán bộ nhân viên toàn tập đoàn Agribank, Vietjet Air, đồng thời cũng là kế hoạch phát triển bền vững được xây dựng và thực hiện đều đặn mỗi năm, góp phần phát triển con người, kiến tạo cộng đồng ngày càng văn minh và tốt đẹp hơn. Đoàn đã trao 100 suất quà cho 71 em và các cán bộ nuôi dạy của trung tâm làng SOS, thực hiện nét đẹp đầu xuân, lì xì mừng tuổi, động viên các em chăm ngoan học giỏi, trở thành những người có ích cho xã hội. Chuyến thăm và trao quà tặng cho làng trẻ em SOS Huế lần này là lời cam kết của cán bộ nhân viên tập đoàn Sovico, Agribank và Vietjet về các công tác thường nguyện, thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội đối với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi ký kết hợp tác chiến lược lâu dài với tỉnh. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định hàng năm lễ tuần lễ từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 làm tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai. Mục đích tổ chức của tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững. Căn cứ tình hình thiên tai và công tác phòng chống thiên tai từng giai đoạn, hàng năm Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai xác định chủ đề của tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, xây dựng kế hoạch khung và hướng dẫn các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt kế hoạch quốc gia về phòng chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025. Mục tiêu của kế hoạch nhằm kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh cúm gia cầm xảy ra và lây lan diện rộng, chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng chống. Cụ thể, tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, ngăn chặn các chủng virus mới nguy hiểm xâm nhiễm và lây lan rộng ở Việt Nam.
tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm. Đồng thời, xây dựng thành công các vùng chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của OIE nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm. Sản phẩm của gia cầm góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các bệnh CGC ở người do nhiễm các chủng virus cúm nguy hiểm H5 và H7. Tiếp tục với những thông tin khác, sáng qua 16 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch, tại đình làng Thái Dương, Ủy ban nhân dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang tổ chức lễ xuất quân ra khơi đánh bắt xa bờ cho gần 400 tàu cá của địa phương. Cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi và những tín hiệu tích cực từ các địa phương bạn, lễ xuất quân của ngư dân Thuận An đem lại nhiều sự kỳ vọng về một vụ mùa bội thu, góp phần khẳng định chủ quyền tại các ngư trường truyền thống trên vùng biển xa. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Lễ xuất quân năm nay có phần tinh gọn hơn so với các năm, với truyền thống tam niên đảo lễ, tức là không có phần hồi cầu ngư với cả hoạt động hoặc cảnh vui nhộn cũng như phần diễu hành trên đường phố. Tuy nhiên, vẫn có rất đông đại diện chính quyền huyện, thị trấn và người dân địa phương có mặt đông đủ để làm nên một ngày hội ra khơi đầu năm. Ngày sau tiếng trống báo hiệu mùa ra khơi vụ cả năm bắt đầu, khoảng hơn 30 chiếc tàu có mặt trước sân đình làng Thái Dương được lên nổ máy vươn khơi, đánh dấu ngày mở biển đầu năm tràn đầy hy vọng. Năm nay bà con rất phấn khởi vì cá được mua. Mong muốn là thứ nhất là nhà nước quan tâm hỗ trợ giúp đỡ bà con đánh thêm lồng thêm những tàu to lớn để bà con ra khơi bám biển. Mà hơn nữa năm nay là tôi thấy năm là rất thời tiết rất tốt. Sau cái vụ đánh bắt này chắc bà con sẽ ra khơi nhiều để tàu đem cái hải sản cho về cho đất nước và quê hương. Từ tiếp tục qua năm 2019 thì cộng tiếp tục đánh vụ nam. Mong muốn của ngư dân thì từ cộng yêu cầu cho các ban ngành cho ngư dân hỗ trợ cho thêm số lượng số vốn để đầu tư thêm nghề nghiệp và đánh bắt. Đến thứ hai là bên chỗ công ty máy trách nhiệm là trong ngư dân trong hỗ trợ cho thêm này trong về cái cách thức để nó gọi là thay hoặc là đổi gì đó để cho ngư dân gọi là yên tâm để bám biển. Năm 2018, bằng nguồn vốn của chính phủ và nguồn vốn huy động trong nhân dân, toàn thị trấn đã đầu tư đóng mới và cải khoảng 15 chiếc tàu công suất lớn từ 440 cv đến 820 cv, nâng tổng số tàu thuyền hiện có khoảng 386 chiếc. Nhờ vậy, sản lượng khai thác năm 2018 của thị trấn đạt 9.890 tấn, đạt 115% kế hoạch. Đặc biệt, nhờ sự quan tâm của các ngành chức năng, mô hình tổ chức hoạt động nghề cá trên biển theo tổ đội ngày càng phổ biến, giúp nhau thông tin và tiếp cận thị trường để yên tâm bám biển dài ngày. Qua đó, tổng sản lượng khai thác năm 2018 toàn tỉnh đạt hơn 39.200 tấn, vượt trên 1.800 tấn chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tết kỷ hợi 2019 thì toàn thể bà con ngư dân là làm tạo chuẩn bị để vươn khơi bám biển. Thì ban huy động là chủ trương là chỉ đạo các trạm kiểm soát tạo mọi điều kiện thuận lợi và làm các thủ tục nhanh chóng là thông thoáng để bà con thuận lợi ra khơi đánh bắt và bám biển dài ngày. Để mà động viên bà con khuyến khích thì ngay từ đầu năm ngành thủy sản đã có là nâng cấp trạm bơ và các cái đài tàu trên các cái tàu và bảo đảm các cái tàu khai thác xa bờ là được liên lạc thường xuyên với các cái trạm bơ tại chi cục để có thể là hỗ trợ trong những cái thông tin trên biển. Với năm 2019 dự kiến là cái vụ mùa nam sẽ đến sớm và hy vọng sẽ có một cái năm thành công trong đánh bắt thủy sản. Năm 2019 được xem là một năm bản lề trong quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu chung hướng đến cải thiện và nâng cao năng lực đánh bắt trên biển. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, những chuyến tàu đầu tiên vươn khơi mang theo ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa để giúp người dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tại Quảng Điền, Công ty Du học và Xuất khẩu Lao động Digistar Huế tổ chức giới thiệu chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản, một trong những thị trường trọng điểm thời gian qua. Hội thảo đã thu hút 200 học sinh, đoàn viên thanh niên và người lao động trên địa bàn huyện tham gia. Tại đây, các thành viên tham gia đã được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện hướng dẫn những chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.
Đồng thời tại hội thảo, công ty Daystar đã tư vấn, giới thiệu và giải đáp nhiều thắc mắc về môi trường sống, chương trình học, học phí và cơ hội việc làm của một số ngành nghề tại thị trường Nhật Bản. Để sau hội thảo, mỗi đồng chí cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ sẽ là những công tác viên tích cực tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và nhân dân về chương trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Qua đó giúp cho học sinh, đoàn viên thanh niên có cái nhìn rõ ràng hơn, tạo niềm tin, động lực cho các bạn có định hướng tốt hơn cho tương lai, mở ra cơ hội học tập và làm việc ở những nền kinh tế phát triển của thế giới. Phần cuối chương trình là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và đừng quên không giờ quen thuộc cùng chúng tôi trong chương trình Huế ngày mới. Do không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên ngày hôm nay ở Thừa Thiên Huế đêm và sáng có sương mù vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ. Ban ngày trời nắng nên nhiệt tăng cao nhất ở mức từ 29 đến 31 độ, độ ẩm giảm còn từ 68 đến 76%. Thời tiết biển có sương mù rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa giảm dưới 1 km trong sương mù. Gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m, thuận lợi cho những ngày mở biển đầu năm của người dân.